Chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái kiểu dữ liệu float và double. Đấy. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu đến cái sự khác nhau giữa float và double. Đấy. Ở đây thì mình đưa ra một cái ví dụ đơn giản để các bạn dễ hình dung về cái sự khác biệt đó. Đầu tiên về cái float thì mình khai báo cái biến cho nó là f bằng 3.0.0, đây chính là cái số pi đấy. Đấy, kiểu double mình cũng khai báo tương tự như vậy. Và sau đó cái dòng print đầu tiên là mình sẽ in ra cái để này cho các bạn sẽ nhìn ạ. Dòng đầu tiên thì mình sẽ in ra cái số f và số d. Đấy. Còn những cái dòng print thứ ba này đấy, thì mình sẽ in theo kiểu phía trước cái dấu, do đây là cái dạng float đấy. Thì cái float và double nó đều chung một cái ký hiệu là đều là f đấy, đều là f với f như nhau đấy, tức là đều là cái phần trăm f đấy. Đấy. Thì ở đây mình đặt là .18, tức là phía trước cái dấu phẩy thì sẽ lấy một ít nhất một ký tự, và phía sau cái dấu phẩy thì sẽ lấy 18 ký tự đấy. Tối đa là sẽ là 18 ký tự, là 18 số đấy. Đấy, sau dấu phẩy thì sẽ lấy 18 số và nó sẽ làm tròn luôn đấy, tương tự cho cái dòng print cuối đấy. Đấy. Sau khi đã viết xong cái đoạn code này á, thì mình sẽ chạy cho các bạn xem. Mình sẽ nói thêm về cái bộ nhớ của nó. Với rằng cái dạng float này á, thì nó sẽ là 4 byte, và cái kiểu double này sẽ là 8 byte. Đấy. Một cái là 4 và một cái là 8 byte đấy. Và thông thường thì người ta rất ít khi trong lập trình, người ta ít khi sử dụng cái kiểu float và double này, và thường thì người ta sẽ đưa về rằng integer, là vì nó sẽ tiết kiệm được khá nhiều cái bộ nhớ trong CPU. Đấy. Mình sẽ build compile cái đoạn lệnh này. Rồi. Đây là cái đoạn code mình nhận được. Mình sẽ chỉnh sửa lại một chút cho nó dễ nhìn. Rồi. Ở đây đấy, với cái f và d ban đầu mình không thêm cái chấm chấm 18 này vào nữa, thì nó sẽ hiện ra hai cái số f và d đều cho kết quả như nhau đấy, tức là cái dạng float và double đều cho kết quả như nhau đấy. Với cái f và d ở tiếp theo thì mình cùng sử dụng cái số sau khi in ra màn hình là cỡ dạng 0.18, tức là trước cái dấu phẩy sẽ là một ký tự một số ấy, và sau dấu phẩy sẽ là 18 số đấy. Và chúng ta sẽ cùng xem nó sẽ có sự khác biệt gì nhỉ. Như ở đây các bạn có thấy ở đây f với kiểu là float thì đây f sẽ là 3.1415927 đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem số pi bên này ạ. Số pi bên này thì ở đây sẽ là 3.1415926 đấy. Như vậy thì 9265 đấy. Như vậy thì các bạn đã thấy sự khác biệt chưa? Đấy. Nó bắt đầu sai từ cái chữ số
chữ số số 2 thứ bảy đấy, bắt đầu chữ số thứ bảy là nó đã bắt đầu sai rồi đấy. Và bây giờ ta cùng kiểm tra ở cái số D này, giữ dùng cái kiểu double này. Ở đây là 3.14159265353979 đấy. À, nó bắt đầu sai từ cái số 1 này đấy. Bạn có thể kiểm tra gì đang kiểm tra này. Ta so sánh nó bắt đầu sai từ số 1 đấy. Tức là từ cái chữ số số 16 thì nó mới bắt đầu sai đấy. Về giải thích vì sao nó lại sai như vậy đấy thì mình sẽ giải thích như sau. Với cái kiểu float này là thì bộ nhớ của nó chỉ có 4 byte, nên là cái số chữ số cái số mà nó cái số nó sẽ bị giới hạn đấy, nên là khi mà chúng ta in ra mà cái số nó quá lớn thì nó sẽ vượt quá cái sức 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 chứa của nó đấy, nên là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng sai số đấy. Với kiểu double thì cái bộ nhớ của nó là 8 byte đấy, nên là cái vùng dữ liệu của nó sẽ lớn hơn cái kiểu float, nó sẽ gấp đôi cái float này à, đôi cái kiểu float này, cho nên là cái khả năng chứa cái số cái dữ liệu của nó sẽ lớn hơn đấy. Và như thế thì khi làm việc thì với cái số pi này thì nó sẽ ít bị quá sức hơn là cái kiểu loát này, cái vì cái kiểu của loát này cái bộ nhớ của nó có 4 byte, nó nhỏ đấy, và số pi thì nó cái lớn, cái số lớn nên là nó sẽ quá sức với cái kiểu plot này đấy. Thì đó thì mình sẽ chỉ ra được cái sự khác biệt giữa plot và double đấy. Các bạn chỉ cần nhớ đơn giản là plot thì nó có bộ nhớ là 4 byte và double sẽ là 8 byte à, cũng vì lý do đó mà cái kiểu double ấy thì nó sẽ có tầm tầm vực ấy, tức là cái tầm hoạt động của nó sẽ lớn hơn, rộng hơn đấy, cho nên là khi mà làm việc thì sai số của nó sẽ bé hơn cái sai số của cái kiểu float đấy. Đó thì trên đây là một số cái sự khác biệt giữa float và double đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.